Chị nói lúc nào cũng sóng gió, lý do là chị chọn. Người ta đầu tư vô cho mình 50 tỷ mà nếu mình lỗ thêm 30 tỷ thì chẳng sao. Không biết rằng nó khó khăn đến như thế, lỡ phóng lao rồi á thì phải theo lao thôi. Mọi người nhìn mình rất là khác, kể cả những người thân nhất của mình. Gia đình tạo áp lực rất lớn đến nỗi mình phải đi ra thuê nhà trọ luôn. Mình cảm thấy rất là cô độc. Thì mình cứ lấy thằng sống mà người chết, riết mình chết gắt theo nó luôn. Con người ở Việt Nam mình rất là giỏi. Rồi anh đi dạy học chưa gặp học sinh nào rốt như mày. Đừng lo gì cả, con trai ở đây rồi. Con trai mới càng lo hơn. Cứu tôi với. Cứu tôi với, trời ơi, tôi sợ bóng đêm. Trời ơi, cứu tôi với. Đó đó, mới một phút trước có thể tin tưởng được. Nè, người con gái tên Trai, hãy thức dậy đi, đã có Trinh ở đây và điện đã lên rồi. Kêu đóng tiền điện mấy tháng nay không nghe. Biết cái cà phê khởi nghiệp này bao nhiêu khách mời là doanh nhân đến không? Ờ thì cái không, cái vấn đề tiền điện mình đâu phải mình lo lắng đâu. Ủa chứ sao tự nhiên đèn tắt? Là do ban biên tập chứ. Cái này là phải trách ban biên tập chứ làm sao mà trách Trai được. Không, mình biết rồi. Ban biên tập không bao giờ sai đâu, đúng không? Sai, sao hoàn toàn. Ban biên tập lúc nào cũng có ý đồ của họ. Chắc chắn là hôm nay cái vụ cúp điện này á cũng hẳn là muốn truyền cho mình một cái cảm giác gì đó sợ hãi trong bóng đêm. Không mà thiệt á chứ. Tại vì hồi xưa ở trong xóm mà đúng không? Mỗi lần mà cúp điện một phát một á là muốn đái quần luôn kìa đó. Tại vì là nó đen thui à. Là mình chỉ nhờ là ánh sáng của ánh trăng thôi. Mà đêm đó không phải là trăng rằm nữa là thôi thua luôn. Tất cả mọi thứ đen thui, sợ hãi lắm. Trai sợ ma mà. Nhưng mà có nhiều người người ta biến cái sự sợ hãi của người khác thành cái nguồn cảm hứng để giúp cho họ vượt qua cái nỗi sợ hãi đó và biến thành cái dự án kinh doanh đàng hoàng. Cái gì? Đó chính kinh là cái doanh người dựa trên cái sự sợ hãi của người khác. Không, kinh doanh dựa trên nỗi sợ hãi về bóng đêm giúp họ vượt qua điều đó là một điều tốt. Muốn biết không? À, muốn. Quý vị khán giả muốn biết về người này không ạ? Xin mời anh Vũ Anh Tú ạ. Đây là người quản lý bóng đêm. Xin chào. Xin giới thiệu đến quý vị. Dạ, em chào, chào anh. Chào. Dạ. Em chào anh. Chào anh. Dạ. Thì tụi em bị ấn tượng một lần khi mà xem qua một cái video clip mà người ta giới thiệu về nhà hàng của anh. Không hẳn là nhà hàng của anh, hình như là có hợp tác với một người nước có, ngoài. Có một đối tác nữa là anh Khem Non Bột. Còn mình là người đồng sáng lập cho cái mô hình này. Là đây cái mô hình nhà hàng ăn trong bóng tối mà có lẽ là đầu tiên ở Việt Nam. À, nhưng mà đầu tiên chắc hẳn là phải để cho anh Tú giới thiệu sơ lược về nhà hàng của mình, bởi vì bóng đêm mà là kết hợp với lại nhà hàng thì nó sẽ ra cái gì, bởi vì là đâu có ai thấy gì đâu mà ăn. Có lẽ đấy là điều thú vị nhất của cái mô hình này, vì bản chất là mình là con người mà ai cũng ăn bằng mắt hết, và mình ăn bởi những cái định kiến trong cái suy nghĩ của mình. Thế trong cái bóng đêm ấy thì nó là cái điểm ưu thế của nó là mình sẽ không nhìn thấy cái món ăn, và tất cả thực khách đến nhà hàng thì sẽ là không biết trước mình sẽ ăn món ăn gì. Cái mục đích là ăn trong bóng đêm thì giúp các bạn mình có thể cảm nhận món ăn nhiều hơn bằng khứu giác và vị giác. Thực tế đây là hai cái giác quan chính đây. Thị giác là đưa cho mình rất là nhiều cái định kiến, thì như đã chia sẻ với các bạn rồi. Và đó trong phòng ăn tối, khi mà mình không nhìn thấy món ăn và mình không biết trước món ăn ấy, thì những các cái giác quan khác nó mạnh hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là thị giác là cái thị giác nó rất là mạnh, đến hơn 70% tất cả các thông điệp mình nhận đến não bộ đều qua thị giác hết. Không mà công nhận ha. Trai thấy là anh Tú mở nhà hàng bóng đêm cũng đúng. Tại vì là cái tông giọng khi mà anh nói giống như là thì thầm vào tai người khác vậy đó. Cứ như là trong bóng đêm đang ngồi đó. Anh chị muốn ăn gì không? Anh chị hôm nay muốn ăn món gì? Trời ơi, nghe vậy xong chắc đuối à. Quéo luôn đó. Mỗi trai nhát cái nên trai đuối thôi. Chứ nhiều người đến đây người ta ấn tượng, người ta thích lắm. Và để biết là cái cảm nhận của khách hàng đến đây như thế nào á, xin mời anh xem một đoạn clip với tụi em nhé. Dạ, mời anh ạ. Khi mà các bạn nó dọn ra thì chị nói là
à đây có bao nhiêu món rồi thứ tự ăn như thế nào, chứ cô không nói là món gì để mình bí mật vậy đó. Nếu mà bình thường á mình nhìn đó nên định kiến một phần nữa là không ăn luôn á, nhưng mà bây giờ là vô đó là cứ ăn tới tấp luôn. Lúc đó thì chị cảm nhận được bằng khứu giác với là vị giác thôi, mình không ăn bằng mắt nữa mà mình ăn theo cái sự tò mò muốn biết đó là cái gì, mình phải khám phá cho bằng được á. Và nó lôi cuốn cho mình là phải đến nữa để mình khám phá những cái món mới ở đây, và mình trân trọng cái bữa ăn của mình nhiều hơn. Em có câu hỏi. Câu hỏi này là đúng bon luôn nè. Sao? Nhà hàng của anh là đen thui từ đầu tới đuôi. Thực tế có hai không gian, có không gian đầu tiên là cái không gian sảnh tiếp đón ấy. Như mình xem trên clip thì cái không gian sảnh tiếp đón thì nơi đó thì sẽ đón khách và sau đó hướng dẫn khách chơi một số trò chơi, gọi món và sau đó mới vô trong phòng ăn tối. Trong phòng ăn tối thì mới tuyệt đối tối. Tất cả các công việc mà hướng dẫn khách, thực khách ăn trong phòng tối thì sẽ có một đội ngũ nhân viên là các bạn là khiếm thị với cả mù hoàn toàn. Thì tất cả các bạn là sẽ cái vai trò là sẽ đón khách ở phía ngoài cửa và dẫn khách vô trong phòng ăn tối và hướng dẫn họ những các cái vị trí, các cái vật dụng ở trên bàn và hướng dẫn là các vừa phục vụ món ăn và hướng dẫn tất cả khách ăn theo từng cái món thứ tự 1, 2, 3 theo một cái thực đơn đã được thiết kế trước. Rất là ấn tượng. Em biết là ngoài tụi em ra còn có một thực khách, đây là một người nổi tiếng và anh ấy cũng rất là tò mò thích thử những cái món mới. Thì hôm nay em cũng có mời người ấy đến để mà chia sẻ với tụi mình. Anh cho phép nhé. Rồi xin mời ca sĩ Minh Luân ạ. Dạ anh Minh Luân. Phải gọi là ca sĩ diễn viên Minh Luân mới đúng ạ. Cảm ơn Hà Trinh. Dạ chào anh. Dạ. Dạ. Chào Ngọc trai Hồng gái hả? Ngọc trai, trời ơi giỡn hoài. Dạ em Trinh. Dạ em chào anh. Dạ. Đó nãy em cũng chia sẻ quảng cáo. Nãy giờ ở bên trong có nghe rồi. Nói ủa hôm nay hình như mình trò chuyện hình như giống đạo diễn Lê Hoàng quá. Nghe... cũng có hao hao giống. Hao hao giống đúng không? Nhìn cái bên ngoài á thì cũng giống giống đạo diễn Lê Hoàng nè. Rồi cái khi mình nói chuyện á, cái tông giọng đúng cái âm điệu cũng giống đạo diễn Lê Hoàng, nó có đúng không các bạn? Vậy thì họ sẽ có cái điểm giống nhau theo nhân tướng học là họ là những người rất là thích suy nghĩ và hay nghĩ ra những cái ý tưởng độc đáo lắm. Mình chắc là hy vọng được hoạt ngôn như anh Hoàng chắc thì một phần thôi. Bản thân em cũng hơi bị háo ăn, anh hiểu không? Đó, cho nên là khi mà vô mà em thấy cái của người nào là em thò tay em bóc liền. Tại vì tranh thủ mà. Em cúp điện thôi, chỉ cần cúp điện thôi là em lấy của người khác, là chứ không chia để trong bóng tối. Em là không sợ anh thôi. Luân bóc đồ ăn mà anh sợ anh Luân bóc cái khác thôi. Đó có quan trọng như vậy. Không gì hả? Ví dụ như là đàn ông với đàn ông thì đâu có gì đâu bóc. Nhưng mà đàn ông mà đi với phụ nữ thì có những thứ đâu bóc lắm. Ở vậy mấy cái người mình ý đồ đen tối vậy anh đừng có cho vô nhà hàng. Phải nói là có một số những cái biển hiểu không? Có nội quy. Sau chương trình này, trai mình đến đừng cho vô nha. Nhiều người cũng thắc mắc là mình ăn như thế nào, là cái cách thức anh có thể nói rõ hơn được không? Sau khi mà đến nhà hàng thì có một cái không gian sáng, thì không gian sáng đó thực khách thì ngồi, sau khi ngồi xuống thì nhân viên sẽ hướng dẫn thực đơn. Thực đơn nhà hàng thì chỉ có 3 thực đơn thôi, thực đơn món Á, thực đơn món Âu và cả thực đơn món chay cho những thực khách ăn chay. Điều thú vị nhất của nó là tất cả các thực đơn đều là bí mật và mình sẽ không biết trước mà mình ăn món ăn gì. Sau khi mà chọn thực đơn xong thì sẽ có hướng dẫn thực khách chơi một cái trò chơi nhỏ nhỏ, bịt mắt để mình làm quen với tất cả các cái giác quan trước khi mà vô trong phòng ăn tối. Thì sau khi trò chơi đấy bạn hoàn thành tốt cái trò chơi đó thì mới được vô nha. Tức là bây giờ chơi không qua là chơi không qua là không được vô. Khách dữ. Khó vậy. Ăn mà cực dữ rồi sao nữa? Sau khi chơi cái trò chơi đó thì sẽ thì khách bỏ tất cả các vật dụng phát sáng ở phía ngoài, sẽ không có điện thoại, không có đồng hồ, không có ốt quạt, không có chụp, không được chụp hình, không Facebook, có tất cả các tủ cá nhân ở đó và sau đó thì thực khách bỏ thậm chí là có những cái thứ mà là nó dạ quan là cũng phải bỏ ra luôn ha. Chính xác. Thí dụ mình mặc cái áo thun dạ quan thì mình có đồ thay cho người ta. Áo dạ quan là có chứ bộ, đâu có gì. Có cái khăn choàng, có cái khăn choàng cho mình. Khăn choàng riêng rồi sao đó. Dạ. Sau đó thì sẽ hướng dẫn mình vô trong phòng ăn tối. Khi mà các bạn dẫn vô đến phòng ăn tối thì từ những cái công đoạn đó là toàn bộ tất cả các bạn nhân viên là khiếm thị với mù hoàn toàn là sẽ hướng dẫn thực khách ăn ở trong phòng tối. Và sau đó quay trở lại phòng ăn trong phòng tiếp đón, sảnh tiếp đón thì nhân viên sẽ hướng dẫn lại tất cả những cái món mà mình ăn và sau đó mình sẽ suy nghĩ và mình so sánh với những cái phán đoán của mình trong bữa ăn. Tức là mình không biết mình ăn món gì luôn mặc dù đã book cái thực đơn menu trước rồi. Đúng rồi. Tại sao lại có cái suy nghĩ và ý tưởng như vậy? Thực tế là đã chia sẻ với cả Hà Trinh với cả Ngọc Trai cũng vậy, có nghĩa là tất cả những thực khách có rất là nhiều người nghiện ăn với những cái định kiến. Cái điều rất là thú vị là rất là nhiều thực khách họ phải thừa nhận là họ
thích những cái món mà họ nghĩ là họ sẽ không thích và họ sẽ không bao giờ ăn các cái món đó cả. Nhưng mà thực tế trong thực đơn nhà hàng thì cũng không có cái gì bất thường, không có côn trùng, không có nội tạng, đó, không em có. Định, em nói là không đừng có lừa em ăn đun dừa hay cái gì nghe, không em có sợ. Đun dừa, các cái đấy đều không có, thực đơn đều không có. Vậy là khi mà thực khách đến nhà hàng của anh, gần như là anh đã thay đổi luôn cái suy nghĩ của họ là họ ăn bằng mắt. Nếu như mà em nhìn một cái món ăn mà em thấy nó ngon mắt thì chắc chắn là em nghĩ nó sẽ ngon miệng, em mới ăn. Còn nếu như mà em nhìn vô em thấy nó không có cảm tình lắm thì em nghĩ nó sẽ là dở, em không ăn nữa. Thực tế đấy, như thế là cái định kiến của mình đã có rồi. Vì thực tế cũng giống như là con người thôi đúng không? Hay là quyển sách cũng thế. Mình không thể nào mà mình nhìn hoặc mình đánh giá người ta bề ngoài được. Mà thực sự là ở trong đấy thì thức ăn cũng vậy, được thiết kế một cách rất là đặc biệt. Nó rất là nhiều các cái cấu trúc, những cái mùi vị và những cái hương vị khác nhau để giúp thực khách trải nghiệm món ăn một cách nó tốt nhất và toàn vẹn nhất. Dĩ nhiên cái chuyện mà món ăn đẹp, món ăn ai cũng muốn cái điều đấy, vừa ăn đẹp và vừa ăn ngon thì điều đấy là ai cũng muốn. Thì nhà hàng cũng rất là muốn cái tiêu chí đó, nhưng mà bỏ cái sự hỗ trợ thị giác này đi thì những cái giác quan khác nó mạnh hơn rất là nhiều, đó là khứu giác và vị giác. Thực tế đây là hai cái giác quan chính mình trải nghiệm món ăn này. Nhưng mà ở trong cái nhà hàng á anh, trong cái nhà hàng nó những cái món ăn nó có gì đặc biệt so với những cái món ăn nhà hàng khác không? Rất là đặc biệt, rất là khác, có rất là nhiều người. Anh có thể chia sẻ có là kể nôm na một cái những cái món gì đó nó đặc biệt. Giống như là đặc sản của quán mình đi anh. Đặc sản. Giống như là hột dưa dùng thịt nè, hay sinh tố thanh long bỏ hộp hay gì đó. Đó. Thực tế nhà hàng thì cũng có những cái thực đơn đó. Nói chung là nó là những các cái thực đơn mà có lẽ là các cái món ăn mình đã biết trước đó rồi. Kể cả những món ăn mình biết trước, nhưng mà khi mà vô trong đó mình sẽ cảm nhận nó rất khác. Nhưng mà dĩ nhiên qua cái cách mà chế biến và nấu của đầu bếp thì nó cũng sẽ khác đi, nó cũng không còn nguyên vị. Ví dụ chẳng hạn như là hiện tại nhà hàng đang có một thực đơn là món vịt nấu chao chẳng hạn. Cái món đấy thì chắc là ai cũng rất là quen, và nhất là dân ở miền Tây ở đây, cái món họ cũng rất là thích. Nhưng mà ở trong phòng tối đa số không ai cảm nhận và không ai biết đó là món vịt và không ai cảm nhận được cái mùi chao trong đó. Vì thế nhưng mà khi mà nếu mà nói cho Ngọc Trai hay nói cho Minh Luân hay là Hà Trinh biết đây là món vịt nấu chao thì mình sẽ cảm nhận và mình biết được đây là món vịt và ở đây có mùi chao, mình cảm nhận được cái mùi chao. Nhưng mà trong phòng ăn tối thì cái suy nghĩ, cái cảm nhận nó rất là khác. Thực tế là mình biết được cái mô hình nhà hàng ăn trong bóng tối này cũng từ rất là lâu rồi, cũng gần 7 năm trở nước trong một lần chuyến tình cờ mà đi du lịch thôi. Thì đầu tiên là nó là cái điều rất là bất ngờ. Anh Khem là người dẫn mình đến cái nhà hàng đó. Đầu tiên mình cũng rất là hoang mang, cũng hơi lo lắng, thì cũng giống như Minh Luân hay tất cả mọi người đây đều có rất là những cái khúc mắc là tại là sao mình có thể vô trong phòng ăn tối và tại sao mình có thể ăn và cảm nhận được món ăn, và tại làm sao tất cả các bạn nhân viên đều có thể phục vụ được mình cái món mà mình order cái món đó chứ không phải là những cái món nào khác. Thì sau bữa ăn đó thì sự nó cho mình cái điều bất ngờ rất là lớn, và có cái cách nhìn và cái suy nghĩ rất là khác về đối với các bạn khuyết tật và đặc biệt là các bạn khiếm thị với mù hoàn toàn. Thì sau cái thời gian sau cái bữa ăn đó thì quay trở lại thì mình vẫn đó thời gian đó thì cũng vẫn đang đi làm cho những công ty khác, cho nên cũng không nghĩ là mình sẽ bắt đầu hoặc là mở cái mô hình này ở Việt Nam. Cho đến khi mà đến một cái thời điểm nào đó thì khủng hoảng tuổi trung niên chẳng hạn, thì gọi là khủng hoảng tuổi trung niên, thì có nghĩa là đến một tuổi đó đó thì mình nghĩ là mình sẽ cần làm cái gì đó cho bản thân mình, và mình cần nghĩ mình làm cái gì đó cho xã hội. Thì thực sự là lúc đầu khi mà mở cái mô hình này ở Việt Nam thì cũng còn rất là nhiều cái điều lo lắng, không biết các bạn khiếm thị, các bạn mù ở Việt Nam có thể đạt yêu cầu cho cái công việc này hay không, với cả cái mô hình này nó có quá mới ở Việt Nam không, có rất là nhiều thực khách người ta sẽ đón nhận nó như thế nào, tích cực hay tiêu cực. Nói chung là còn rất là nhiều các cái trăn trở trước khi mà mở mô hình này ở Việt Nam. Thì sau đó thì bọn mình làm một cái khảo sát, và sau đó thì cũng đi thăm rất là nhiều tất cả các cái trung tâm bảo trợ cho các bạn khiếm thị với mù ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau khi mà gặp cho qua các trung tâm đấy, mình gặp qua bên Nhật Hồng này, qua bên Hội Người Mù thành phố Hồ Chí Minh, thì qua các trung tâm đó thì thực sự là họ cũng truyền cảm hứng cho mình rất là nhiều về cái thúc đẩy cái mô hình này. Thì qua khi mà gặp gỡ thì mình biết được là cái cơ hội việc làm cho các bạn khiếm thị đều rất là ít, phải đến hơn 94% tất cả các cái bạn khiếm thị với mù ở Việt Nam đều không có việc làm. Mà cái cơ hội việc làm các bạn đều có thì chủ yếu là cái công việc mà chủ yếu là về tay chân. Hồi nãy tới giờ không biết là anh có để ý hay không, tại vì là anh Luân đang ngồi đối diện với em, thấy không? Là hồi nãy vô là em không thấy, mà bây giờ anh bắt đầu cầm cái gì đó, thấy không? Hình như đó là những cái câu hỏi mà là bản thân anh đang muốn. Hồi nãy là chuẩn bị hết trơn rồi, nhưng mà thấy anh Tú anh đang say sưa anh, thì cho nên là chờ từ từ lát nữa mới chặt sao, hiểu không? Thật ra nha, đây những câu hỏi mà rất là gần gũi với anh thôi, trả lời nhanh thôi ha. Dạ. Có thất bại bao giờ chưa? Rồi.
anh thích bóng đêm hay là ánh sáng? Biết chắc con trả lời luôn rồi. Không, tùy từng hoàn cảnh. À, biết rồi. Yes or no thôi anh. À. Yes or no thôi, không có tùy. Tùy từng hoàn cảnh chứ. Anh thích điều gì nhất? Nghe chung quá nhỉ. À. Suy nghĩ sao trả lời liền. Trả lời liền nó mới thực tế. Em nói em thích tiền. Ăn ba. Rồi. Ăn hả? Ăn. Dạ, anh thích ăn mà nó ốm quá. Rồi, cái gì anh ghét nhất? Ghét nhất hả? Nó ghét bóng đêm với cửa hoài luôn nè. Sự giả dối. Giả dối. Nha. Anh sợ con gì nhất? Con gái. Con chuột. Con nhiều chuyện quá đi. Thích con gì nhất? Thích con gì nhất hả? À... con gái. Con cá. Con gì? Không thì đúng không? Không, 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 không mà đúng không? Anh vừa nói người ta là đang kìa? Hỏi bên đây thì ông trả lời luôn đi. Không phải, tại vì kiểu như là câu hỏi nó cũng đúng ý mình trả lời đó mà. À. Sao 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 anh mới nói con gì đó? Thích con gì nhất? Ghét con gì? Ghét chuột. Ghét chuột thích con gì? Thích con gái. À. Không biết con cá. Con cá, à, con cá ơi, gì mà ông dịch cá. Dịch. Xin lỗi, bậy, trai bậy rồi. Câu nói mà anh yêu thích nhất? Có lẽ đối với mình là không có gì không thể. Có bạn gái chưa? Chưa. À, cái này em hỏi thêm thôi, chứ hết rồi. Chưa có bạn gái nhưng mà lập gia đình. Lập gia đình rồi. Rồi anh nhiều chuyện xong chưa? À, xong rồi. Điều tra người ta xong chưa? Xong rồi. À, hồi nãy tới giờ là chỉ là anh Luân điều tra thôi, còn bây giờ là em không có điều tra anh, mà là em sẽ mời anh tới một cái thử thách của chương trình đặt ra cho anh. Rồi. Mà thử thách là làm trong bóng đêm hay là ánh sáng này không biết. Hên xui đó nha. Vậy anh, em cho anh có cơ hội để mà lật ngược ván bài lại nè. Nếu mà có thể thử thách được khách mời hoặc là MC của chương trình thì anh sẽ làm gì? Nhìn ảnh hiền từ, thích cá, cái sự lặng im thanh tịnh như vậy chắc nhưng là... Nhưng mà là mình chưa hỏi là đâu. Cái loài cá gì? Ừ. Chưa hỏi cái loài cá. Nàng tin cá chứ. Nàng tin cá. Rồi bây giờ cái trò thử thách này theo đạo diễn là các bạn sẽ quan tù tì. Ai là người thua sẽ nhận cái thử thách này. Hai bạn. Ok, khoan. Rồi. Một. Hai. Khoan đã gì vậy? Người gian dối sẽ gặp người gian dối đấy. À rồi, ok, vậy làm lại nha. Một. Hai. Ba. Cái gì vậy? Ủa, cái gì vậy? Ok, cái gì vậy? Cái gì vậy? Đừng bao giờ chơi với trai lúc nào cũng bị lừa hết. Cái trò chơi nhiệm vụ của mình chỉ là bỏ tất cả cái này ra và xếp lại đúng cái vị trí của nó thôi. À. Được chưa? Rồi, dễ ẹc. Dễ lắm. Hình vuông tam giác thì nọ chứ gì. Trời ơi, quá dễ. Ừ, dễ ẹc. Rồi, chơi. 3, 2, 1, bắt đầu ạ. Bắt đầu. Rồi. Đây. Đây. Cục này, cục. Rồi, không được nhấc bài chứ. Con quỷ gì đây? Này đâu phải cái nó đó. Ở đâu? Nó đó. Đâu rồi? Ăn. Rồi, mở mắt ra. Mở mắt ra. Yeah. Em thua anh rồi đó. Đúng là mấy cái trò bóc hốt này là anh làm lẹ hơn em rồi. Nghe cũng chạy. Rồi bây giờ Ngọc Trai có thể thử cái thử thách này luôn. What do you mean? Excuse me. Ok, xin mời ngồi. Anh giỡn ư? Không giỡn, không anh giỡn. Anh đùa ư? Không. Rồi, ở đây có hai món ăn nên nhá. Cho nên tất cả các này là có cái muỗng. Các bạn sẽ cố gắng ăn và cảm nhận xem nó là món gì. Và sau đó sẽ nói mình biết là cái món gì nhá. Chắc là Lady first, xin chào. Anh ơi, cái này con người ăn được không? Ăn được, ăn được. Nghe tiếng kêu gì đó. Nó đang ở trên muỗng hả? Dạ, yeah, ok. Ngửi đi, và cảm nhận đi xem nó là gì. Cái mùi hơi nồng nồng nha. Cái này giống như là đồ chua hay sao á. Được chưa? Có đoán được món gì chưa? Em nghĩ nó có liên quan đến rau. Củ. Rau, củ. Nấm đúng không anh? Không biết. Anh ơi, cái này là nó có củ hủ dừa đúng không anh? Không phải củ hủ dừa. Ủa sao mà là nó có cái vị chua chua giống như củ hủ dừa ta? Đây. Anh cho em ăn nữa hả? Ăn nữa. Hay là ăn cái khác? Giống như thế nữa. Là ăn lại hả? Ăn lại cho cảm nhận thứ dễ. Cũng dễ chịu nhưng mà không biết là cái gì anh ơi, em thua. Cũng dễ chịu. Rồi, sẵn sàng. Cái này món... là nấm không anh? Nấm không chắc. Rồi, sẵn sàng món thứ hai chưa? Bây giờ món thứ hai ha. Món thứ hai nữa. Ở trong nhà hàng mình cũng ăn y chang luôn hả? Sẽ hơi khác một chút. Người ta có đưa mình tận miệng không hay là mình sẽ tự bóc? Không, ra? Mình sẽ phải tự. Ngọc Trai cầm. Đây, trên này có cái muỗng này. À đây. Cá ngừ. Không. À rồi. Cái này á. Ba cưng. Mới cắn được hột tiêu, chắc chắn là có tiêu. Cay cay nè. Món đầu á thì em thua. Món thứ hai em cũng không biết. Rồi. Em đoán là cá nha.
Riêng em á thì em thấy món đầu á ăn ngon, món thứ hai ăn cũng ngon. Tên gì vậy anh? Rồi được, bình mì đi. Cái gì vậy ta? Em nghĩ này là cá đúng không anh? Cá ngừ, đúng. Cá ngừ với lại gừng chua. Nó có tiêu nữa, nó có tiêu. Đó, nó... tiêu là em đoán mà. Trời ơi, em ăn tiêu làm biết liền à. Còn cái món đầu tiên là món gì ạ? Món đầu tiên là nấm, đúng nấm. Được chưa? Hay quá luôn ơi. Hay quá. Có một số con người chỉ biết ăn đâu biết cái gì đâu. Bởi vậy. Thật ra nhân đây thì em có một cái... vừa rồi mới có phát hành một cái MV mới. Ok. Cũng nhận được sự ủng hộ của khán giả rất là nhiều. Hôm nay biết anh Tú ở đây thì cũng để tặng anh. Hân hạnh quá. Rồi. Hy vọng là anh sẽ thích. Dạ. Về miền xuôi anh đưa em cuối nẻo đường đời, gió đầu non gió lòng đầu gành, đường em đi đường nở hoa khắp luống cây, trên đường em đi đường nở hoa khắp rồi. Nghe nói là cốt lõi của cái việc kinh doanh ăn uống là không phải mình tiếp đón 1.000 khách mỗi ngày mà là mình tiếp đón một vị khách nhưng đến 1.000 lần. Đó, người ta cứ quay đi quay lại có thể là cái tôn chỉ của mình. Nhưng mà cũng thắc mắc một điều là ban đầu mình định mở ra cho người Việt đúng không anh? Dạ. Tại ngay quận 1. Thế nhưng hiện tại theo em biết thì cái số lượng khách của mình đa số là người nước ngoài. Dạ. Thì tại sao vậy ạ? Thực tế cái điều này thì cũng khá tình cờ, nó cũng nằm ngoài kế hoạch của bọn mình. Người Việt thì cũng vẫn còn một số các cái định kiến, thì có thể là lúc đầu vẫn còn nghĩ là tại sao phải vô trong phòng ăn tối ăn, vào trong đấy là không biết có gì không. Ví dụ anh biết còn một cái lý do nữa là gì không? Là không có chụp hình check in được. Lấy hình Google, mình nói là mình ăn, mình tự lấy hình ảo cũng được mà. Đâu có hình đâu đúng không anh? Đâu có đâu đúng không? Có, trên mạng thì vẫn có. Trên mạng, trên website thì những cái menu, những cái thực đơn đã qua rồi thì vẫn có. Trong cái ảo chưa chuyên nghiệp rồi. À vậy là thôi, tôi không có làm trên mạng. Nhưng mà cái mô hình thì nó cũng bản thân là vì thực tế cái mục tiêu mình cũng muốn hướng tới khách hàng Việt Nam thì thực sự là cũng muốn là thay đổi cái nhận thức về cái suy nghĩ của người Việt đối với người khiếm thị. Cũng như là đối với các món ăn cũng vậy. Cái tôn chỉ hoạt động mà hướng về cộng đồng, về xã hội như vậy là một trong điều cực kỳ tốt trong startup khởi nghiệp. Dạ. Hy vọng là với mô hình này sẽ được nhân rộng hơn thành phố Hồ Chí Minh và xa hơn nữa là cả Việt Nam. Cảm ơn anh rất nhiều vì đến với chương trình Cà Phê Khởi Nghiệp ạ. Cảm ơn anh xin, cảm ơn gặp trai nha.
Vâng, đến đây thì thời lượng của chương trình Cà Phê Khởi Nghiệp cũng đã kết thúc rồi. Chúng tôi mong muốn gặp lại các bạn khán giả trong chương trình Cà Phê Khởi Nghiệp được phát sóng trên kênh HTV7 khung giờ 7 giờ tới 7 giờ 30 các thứ 2, 4, 6 hàng tuần nhé. Còn bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.